Kính thưa các thầy, trong chủ tịch đoàn và thưa toàn thể các quý vị đồng nghiệp trong bệnh viện Bạch Mai cũng như các quý vị đồng nghiệp trên toàn quốc tham gia hội nghị khoa học của bệnh viện Bạch Mai. Hôm nay tôi xin được trình bày một vài nét về cái chiến lược tăng cường hồi phục sau phẫu thuật. Đây là một cái chiến lược tương đối mới tại Việt Nam và mới bắt đầu tại nhiều bệnh viện trong miền Nam cũng như ở phía Bắc, chúng ta đã bắt đầu triển khai cái này. Thì bước đầu triển khai IRAD thì sẽ có rất nhiều các cái vấn đề. Và chúng tôi cũng muốn qua bài này cũng chia sẻ một số cái về bằng chứng khoa học cũng như là những cái khó khăn hay là những cái vấn đề liên quan đến việc thực thi IRAD trong cái điều kiện tại Bệnh viện Bạch Mai. Thuật ngữ IRAD đó là chữ viết tắt của Inhale Recovery After Surgery. Tức là một cái chiến lược tăng cường cái phục hồi sau phẫu thuật. Tùy theo cái loại phẫu thuật cụ thể mà người ta gắn thêm các cái từ khác nhau, ví dụ như là với phẫu thuật ngực thì người ta gắn thêm chữ T là thoracic, là IRAD. Và với cái chiến lược IRAD thì ban đầu từ những năm 2001 đã được một nhóm các cái nhà phẫu thuật ở Bắc Âu, chủ yếu là nước Anh, ở Thụy Điển, ở Đan Mạch và Na Uy. Các cái nhóm tác giả này thì đã đưa ra một cái khái niệm bao gồm tập hợp các cái can thiệp nhằm tăng cường cái chất lượng hồi phục của bệnh nhân sau các cái phẫu thuật, đặc biệt là các phẫu thuật lớn. Thế thì từ đó đến nay thì IRAD đã không ngừng được phát triển và đã dẫn đến sự ra đời của cái hội IRAD, tức là IRAD Society vào năm 2001 với một cái website riêng. Và trên cái website này thì có tất cả những cái thông tin liên quan đến IRAD cũng như những cái guideline cập nhật mới nhất liên quan đến các cái loại phẫu thuật khác nhau. Thì khi mà tôi đánh cái từ khóa IRAD trên Google thì trong vòng chưa đầy một phút thì có khoảng gần 50 triệu kết quả liên quan đến cái từ khóa này. Và điều thú vị là ngay ở cái đầu tiên thì chúng tôi đã thấy một cái từ khóa liên quan đến IRAD mà nói là lợi ích của chương trình hồi sức phẫu thuật tại bệnh viện Vinmec. Thì thực ra thì Vinmec cũng là một trong những cái đơn vị đi đầu trong cái việc thực thi cái IRAD, bởi họ có những cái phẫu thuật ít xâm nhập, robot, rồi họ có những cái chuyên gia nước ngoài họ thực hiện các cái kỹ thuật liên quan đến gây mê hồi sức và họ áp dụng một cách bài bản và sớm hơn ở các bệnh viện khác. Và ngay sau đấy thì chúng tôi sẽ thấy ngay một cái website IRAD Society của cái hội tăng cường hồi phục. Thì đây là một cái trang web rất là hữu ích. Tôi cho rằng là tất cả các phẫu thuật viên, bác sĩ gây mê hoặc là những người liên quan đến IRAD thì nên cập nhật cái trang web này. Và thậm chí năm 2020 đã có hẳn một cuốn sách liên quan đến tăng cường hồi phục sau phẫu thuật. Đây là một cuốn sách có những cái kiến thức cơ bản cũng như là cái chiến lược IRAD, cái guideline với tất cả các cái loại phẫu thuật khác nhau mà đã có thể áp dụng IRAD. Đây là các cái thời điểm, các cái mốc ra đời của những cái guideline đăng trên những cái tạp chí khoa học khác nhau. Thì chúng ta có thể thấy là ở giai đoạn đầu thì rất nhiều các cái guideline liên quan đến phẫu thuật đại trực tràng, phẫu thuật gan tụy, mật đấy, và các cái phẫu thuật ổ bụng. Chủ yếu là các phẫu thuật tiêu hóa ở giai đoạn đầu phát triển các cái guideline về IRAD. Ở giai đoạn sau thì đã có những cái IRAD cho những phẫu thuật tim và phẫu thuật khớp gối, khớp háng, phẫu thuật lồng ngực. Thì theo thời gian chúng ta đang có những cái guideline cho từng loại phẫu thuật. Các anh chị đồng nghiệp thì chúng ta đã biết là phẫu thuật thì là một cái quá trình gây dị hóa và gây cái đáp ứng viêm đối với cơ thể. Thì thường dẫn đến những cái rối loạn về thần kinh, thể dịch cũng như là nội tiết. Thì ví dụ như tình trạng kháng insulin, tình trạng tăng tiết catecholamine, tình trạng mất cơ hoặc là mất glucogen hoặc là cái đáp ứng viêm toàn thân hệ thống. Thì đây là những cái biến loạn mà xảy ra khi có đáp ứng của phẫu thuật, khi có cái phẫu thuật. Và đặc biệt là trong quá trình gây mê phẫu thuật thì việc nhịn ăn uống, sử dụng các opioid hoặc là bệnh nhân phải nằm tại giường rất nhiều thì lại làm cho những cái rối loạn kia nó trở nên trầm trọng hơn. Chúng ta có thể thấy những cái tình trạng khác như là tình trạng khi sử dụng an thần quá mức thì dẫn đến tình trạng là sảng, rối loạn chức năng nhận thức, rồi là tình trạng viêm phổi khi mà nằm nhiều, rồi là tình trạng mà lành vết thương bị suy giảm, có rất nhiều yếu tố. Đây là một cái báo cáo đăng trên tạp chí Anesthesia năm 2020 nói về các cái yếu tố sinh lý bệnh có thể cải thiện IRAD trong tương lai. Thì ở đây có rất nhiều những cái vấn đề được đề cập liên quan nhiều đến gây mê hồi sức, ví dụ như là giảm đau, ví dụ như là truyền máu, truyền dịch,
kiểm soát các đáp ứng stress, các cái vấn đề về tâm thần tâm lý, vấn đề liệt ruột sau phẫu thuật, vấn đề thuyên tắc mạch, hoặc là những cái dung nạp về thay đổi tư thế. Thì ở đây có mấy cái điểm mà người ta nhấn mạnh. Đấy, tức là những cái can thiệp, ví dụ như truyền dịch chẳng hạn, thì cái việc kiểm soát truyền dịch theo đích, hoặc là lựa chọn các loại dịch truyền, sử dụng các cái thuốc co mạch và theo dõi các cái tưới máu mô là những cái điểm mà trong tương lai chúng ta sẽ phải làm tốt hơn. Hoặc là với giảm đau, chúng ta sẽ đang và sẽ làm tốt hơn cái giảm đau mà không sử dụng opioid nhiều, và chủ yếu là áp dụng cái chiến lược đa phương thức, và thậm chí là phát triển những cái chiến lược giảm đau đặc thù cho từng loại phẫu thuật. Thì gần đây thì đúng là bên gây mổ xước đã có những cái phát triển rất là đặc hiệu, ví dụ trong nhóm phẫu thuật cắt túi mật này, rồi phẫu thuật đại trực tràng, thì cái lựa chọn giảm đau nào là tối ưu, thậm chí cái chiến lược giảm đau đặc hiệu cho từng bệnh nhân. Thực ra cái này lại là một trong những cái hướng, bởi vì không phải bệnh nhân nào cũng giống bệnh nhân nào, cùng một loại phẫu thuật, cùng vị trí phẫu thuật, nhưng mỗi bệnh nhân có một cái đặc điểm riêng liên quan đến cái việc dùng thuốc và các kỹ thuật giảm đau. Thì cái việc mà điều trị giảm đau đặc thù cho từng bệnh nhân cũng là rất quan trọng trong tương lai. Ví dụ về vấn đề truyền máu chẳng hạn, thì những cái vấn đề liên quan đến tối ưu hóa tình trạng thiếu máu, trước mổ, rồi giảm những cái chảy máu trong phẫu thuật, cũng như là cái ngưỡng truyền máu tối ưu cho từng người bệnh, cũng là những cái yếu tố mà chúng ta có thể cải thiện hơn trong tương lai. Đặc biệt là khi mà cái chiến lược tiếp cận nó có một cái protocol nó rõ ràng, thì chúng ta sẽ dễ mà làm tốt hơn những cái vấn đề này. Một cái điểm nữa mà chúng ta ít chú ý đó là kiểm soát các cái đáp ứng stress. Điều cụ thể ở đây là mình kiểm soát các cái rối loạn về viêm, các cái rối loạn về thần kinh thể dịch. Thì trong này cái gây tê vùng đối với gây mổ xước là một cái đóng góp rất quan trọng, đặc biệt là những cái gây tê vùng chúng tôi sẽ đề cập ở phần sau, mà được thực hiện trong những cái thời điểm trước khi có những cái kích thích can thiệp ngoại khoa gây đau. Đấy, rồi là việc sử dụng các cái thuốc chống viêm như là steroid, rồi là đặc biệt là với các nhà ngoại khoa là áp dụng cái chiến lược phẫu thuật ít xâm lấn, cũng là một cái tác động rất quan trọng đối với cái tăng cường hồi phục sau phẫu thuật. Thực tế thì chúng ta cũng đang ít quan tâm đến những vấn đề liên quan đến tâm lý của người bệnh. Thế tuy nhiên những cái này trên thực tế đã chứng minh là có rất nhiều các cái rối loạn nội tiết đi kèm nếu người bệnh có một cái trạng thái tâm lý quá lo lắng, quá sợ hãi đối với phẫu thuật. Người ta không được giải thích nhiều, không được biết nhiều về những cái thông tin liên quan đến phẫu thuật, thì cũng là một cái gì đó bất lợi. Thì cái sơ đồ này cũng đã mô hình hóa cho chúng ta thấy rất nhiều vấn đề cần phải can thiệp, và quan trọng là các cái vấn đề này phải được can thiệp một cách đồng bộ và đúng thời điểm. Có rất nhiều guideline về ERAS cho các loại phẫu thuật khác nhau. Thì đây là một trong những cái guideline cho cái phẫu thuật đại trực tràng mà mổ cấp cứu. Đấy, tức là ERAS cũng đã tiến đến cả không những phẫu viên mổ viên phẫu thuật viên mà có chuẩn bị, mà đến cả những cái phẫu thuật cấp cứu. Thì ở đây chúng ta thấy là cái phần màu vàng là những cái can thiệp ở trong phẫu thuật, cái phần màu trắng là những cái can thiệp trước phẫu thuật, và phần màu xanh là những cái can thiệp sau phẫu thuật. Cụ thể ở đây thì nếu mà trung tâm ấy, thì một trong những cái vấn đề người ta cũng nhấn mạnh đấy là những cái phẫu thuật can thiệp ít xâm lấn, đấy là những cái phẫu thuật nội soi để cắt đại trực tràng. Đây là một cái điểm phát triển gần đây rất mạnh ở các bệnh viện ở nước ta. Trong giai đoạn trước mổ ấy, thì có mấy vấn đề, ví dụ như tối ưu hóa các cái thuốc người bệnh đang điều trị, kiểm soát các cái đái đường hoặc là và glucose máu, và đặc biệt là trong giai đoạn trong mổ có mấy vấn đề là truyền dịch. Đối với phẫu thuật tiêu hóa thì cái vấn đề truyền dịch rất quan trọng, quá tải dịch hay thiếu dịch đều dẫn đến những cái bất lợi. Sử dụng cái giảm đau ngoài màng cứng và ngăn ngừa cái tình trạng giảm thân nhiệt. Với phẫu thuật và chấn thương nói chung thì cái tụt nhiệt độ nó ảnh hưởng bất lợi đến cái quá trình hồi phục rất nhiều, đặc biệt là như tôi đề cập lúc nãy, nếu mà tụt nhiệt độ dẫn đến run mà tăng cái nhu cầu oxy cơ tim của bệnh nhân có nguy cơ tim mạch thì rất nguy hiểm. Tụt nhiệt độ cũng làm giảm cái tưới máu ở cái vùng vết mổ hoặc là những cái tổn thương, thì cũng làm cho cái chậm liền hoặc là buộc xì các cái chỗ phẫu thuật, chỗ nối miệng nối của đường tiêu hóa. Một điểm nữa là phải ngăn ngừa, có chiến lược ngăn ngừa và dự phòng nôn buồn nôn sau phẫu thuật, tránh các cái đặt các cái ống dẫn lưu trong ổ bụng nếu như thực sự không cần thiết. Một cái nữa liên quan đến một loạt các cái can thiệp, các cái điều cần phải chú ý ở giai đoạn sau phẫu thuật này, đấy là cái việc tập luyện thở, tập ho, vận động sớm,
rút sớm các cái ống dẫn, các cái catheter, nuôi dưỡng đường tiêu hóa sớm, cũng như là sử dụng cái chiến lược giảm đau mà ít sử dụng opioid. Thì tương tự, đây là cái guideline về tăng cường hồi phục sau phẫu thuật tim. Ở đây họ cũng phân làm các giai đoạn trước mổ, trong mổ và sau mổ. Đấy, đặc biệt là giai đoạn trước mổ thì có một số vấn đề đặc biệt liên quan đến tối ưu hóa tưới máu này, rồi điều chỉnh cái đái tháo đường và thông qua cái chỉ số HbA1c, ngừng uống thuốc và ngừng uống rượu và rút ngắn các cái thời gian nhịn ăn uống trước phẫu thuật. Đấy, đặc biệt là những vấn đề đó. Và trong mổ thì có những cái thành tố như là tránh sốt, cũng như là dùng các cái thuốc chống tiêu sợi huyết, rồi áp dụng cái chiến lược thông khí bảo vệ phổi, sử dụng các thuốc có tác dụng ngắn và truyền dịch theo cái mục tiêu. Và giai đoạn sau mổ thì cũng có nhiều cái, trong đấy có một cái mà đối riêng với đặc thù với phẫu thuật tim mạch, đó là những cái trường hợp mà bệnh nhân có cái tỷ lệ sản sau phẫu thuật delirium thì cao hơn các nhóm bệnh nhân khác, cho nên cái việc kiểm soát điều trị cái này cũng hết sức quan trọng. Dùng các cái thuốc chống đông để dự phòng thuyên tắc mạch, rồi giúp các cái dẫn lưu sớm cũng như là sông tiểu sớm, và cái việc rút nội khí quản sớm cũng là một tiêu chí. Chúng ta thường với cái nhóm phẫu thuật tim mạch nặng thì chúng ta cứ hay để cho thở máy hoặc là an thần ép thở máy, nhưng cái chiến lược rút nội sớm khi mà phẫu thuật tốt và có những cái tiêu chuẩn phù hợp thì chúng ta cũng nên sớm cho bệnh nhân rút nội quản và vận động sớm. Thế thì để mà điểm qua cái vai trò của cái điều trị gây mê cũng như là nhà gây mê hồi sức trong việc giảm các cái đáp ứng stress do phẫu thuật và cải thiện cái hồi phục người bệnh, thì chúng tôi cũng trích dẫn ra đây ở cái tài liệu này một số các cái tác động mà người gây mê có thể can thiệp vào. Đấy, tuy nhiên là ví dụ như là chủ yếu là những cái tác động gây thay đổi đáp ứng stress mà trên thực hành thì gồm có thì kiểm soát trước mổ thì kiểm soát tình trạng nước điện giải, thì không để người bệnh nhịn ăn uống quá lâu dẫn đến tình trạng thiếu rối loạn nước điện giải cũng như là gluco, làm ấm người bệnh. Cái này là cái mà chúng ta không để ý lắm, ngay cả trước phẫu thuật, giai đoạn chờ phòng mổ rồi chờ những cái phòng tiền mê, thì nếu mà để bệnh nhân rét tụt nhiệt độ thì đấy là những cái kích thích ban đầu không không tốt. Chúng ta cần phải kiểm soát cái tình trạng lo lắng của người bệnh. Thì trong quá trình phẫu thuật thì việc sử dụng kháng sinh dự phòng, tránh cái tình trạng hạ thân nhiệt trong quá trình phẫu thuật, kiểm soát độ mê hợp lý, rồi theo dõi giãn cơ, không giãn cơ quá sâu nhưng cũng không để bệnh nhân không được giãn cơ đủ. Độ mê nếu quá sâu hoặc quá là nông thì cũng không tốt. Thì thông thường thì chúng ta cũng chỉ là những cái theo dõi có tính chất là lâm sàng. Tuy nhiên trong tương lai có lẽ những cái theo dõi về độ mê này cũng là một trong những cái điểm chúng ta sẽ có những cái phương tiện và các máy móc theo dõi nó tốt hơn. Kiểm soát truyền dịch như tôi đã nói ở trên, rồi giảm đau. Ở đây thì có giảm đau toàn thân và giảm đau tại chỗ. Thế sau phẫu thuật thì những yếu tố liên quan đến giảm đau, dự phòng nôn buồn nôn, rồi là điều trị dự phòng tắc mạch cũng là những yếu tố hết sức quan trọng. Cụ thể thì tôi cũng xin điểm qua một số cái vấn đề mà cũng liên quan đến IRAD. Thứ nhất là tối ưu hóa cái bệnh kèm theo trước phẫu thuật. Thì thực ra cái điều trị ở giai đoạn chu phẫu thì đều nhằm đến đánh giá các yếu tố nguy cơ, phân tầng dựa trên các yếu tố, và nếu có thể thì sẽ cải thiện các cái bệnh lý kèm theo ở giai đoạn trước phẫu thuật. Cái này thì một trong những ví dụ mà chúng tôi sẽ nêu ra phần sau, tức là như tình trạng dinh dưỡng của người bệnh cũng là một vấn đề. Rất nhiều các cái trung tâm phẫu thuật người ta đã dành rất nhiều thời gian trước phẫu thuật cho cái việc tối ưu hóa cái tình trạng dinh dưỡng. Một điểm nữa là tư vấn giáo dục một cách có chủ đích để cá thể hóa cái kế hoạch chăm sóc để góp phần giảm các cái đáp ứng stress, lo lắng, rồi cải thiện các cái bệnh lý kèm theo của người bệnh, từ đó tăng cường cái hồi phục chức năng. Đấy, và trong tất cả các quá trình thì người bệnh phải là một trong những cái người chủ động tham gia và là nhân vật chính trong cái hồi phục của chính mình. Về tối ưu hóa người bệnh kèm theo ấy, thì nó có một số cái điểm nữa là một số nhóm bệnh, đặc biệt là nhóm bệnh mà u bướu hoặc là nhóm bệnh về ngực thì thường là có các bệnh lý kèm theo. Thì nếu mà có bệnh lý kèm theo thì cái nguy cơ biến chứng rồi liên quan đến gây mê, đến quá trình hồi phục sau mổ nó sẽ nhiều hơn. Thì cái vấn đề kiểm soát đau, dinh dưỡng, luyện tập lý liệu pháp và ngừng hút thuốc là những vấn đề được các cái tổng kết nghiên cứu người ta nhấn mạnh. Thực tế thì cho thấy một số cái trường hợp mà nếu mà tối ưu hóa trước mổ tốt các cái bệnh kèm theo ấy, thì nhiều cái trường hợp mà bệnh nhân trước đó thì không có cái khả năng phẫu thuật hoặc là cái giai đoạn phẫu thuật nó đã qua, nó nguy cơ cao,
thì cái việc tối ưu hóa và có thời gian để tối ưu hóa đã làm cho bệnh nhân trở nên có khả năng phẫu thuật. Ngừng mua thuốc thì thực ra thì cái này thì chúng nhận được cái đồng thuận rất là cao, vì hút thuốc có liên quan đến tăng các biến chứng và tử vong sau phẫu thuật, đặc biệt là các biến chứng hô hấp. Hội IRAD thì khuyến cáo lý tưởng là nên ngừng ít nhất 4 đến 8 tuần trước phẫu thuật. Tuy nhiên thực tế thì việc ngừng hút thuốc bất kỳ thời điểm nào trước phẫu thuật đều ít nhiều mang lại những cái lợi ích. Đấy, vì thời gian mà ngừng hút thuốc càng dài thì càng giảm được cái biến chứng hô hấp, mặc dù chúng ta biết là cái mức độ hút thuốc, cái tức là cái độ mức độ nghiện thuốc lá của mỗi người khác nhau. Thì tuy nhiên ở mức nhẹ nhất thì nó đều cải thiện cái khả năng mang oxy của hemoglobin. Ngừng uống rượu cũng là một vấn đề. Thực ra thì cái rối loạn do uống rượu nó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều cơ quan, đặc biệt là cái tinh thần, cái não và thứ hai là cái cơ quan tiêu hóa và nhất là gan. Thì một tác giả Grab đã thấy xác nhận là có 13% những bệnh nhân mà khi phẫu thuật phổi thì có uống rượu rất là nhiều. Thì cái điều này thì tăng cái biến chứng cho phẫu thuật. Rồi là việc lạm dụng rượu là một trong những yếu tố tiên lượng độc lập giảm khả năng sống sót sau phẫu thuật ở những cái bệnh nhân ung thư. Thì các cái guideline của IRAD thì khuyến cáo là tránh uống rượu ít nhất là 4 tuần trước phẫu thuật. Một cái điểm mà chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh qua, thực ra thì trong cái nội dung của bài này thì chúng tôi cũng không mong muốn sẽ nói được tất cả về IRAD, tuy nhiên chúng tôi muốn điểm qua những cái phần mà có lẽ là trước đây mình cũng chưa quan tâm hoặc là mình cũng chưa nhấn mạnh lắm. Đó là cái tăng cường cái hồi phục, cái chức năng và đặc biệt là chức năng hô hấp đối với những cái phẫu thuật ngực hoặc là phẫu thuật bụng lớn, thì điều này rất quan trọng. Chúng ta có thể thấy là ở đây trên cái mô hình này là cái khả năng chức năng của người bệnh, functional capacity, thì với tác động của phẫu thuật thì nó sẽ giảm xuống cái đường liền đấy, cái đường gạch không liền này nó sẽ giảm xuống và giảm xuống sâu, sau đấy sẽ có một quá trình hồi phục đấy. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta có một cái giai đoạn mà luyện tập phục hồi bệnh nhân trước để thông qua cái gì ạ, thông qua cái luyện tập, cái dinh dưỡng rồi thư giãn, thì người bệnh sẽ có một cái cải thiện về chức năng, khả năng chức năng trước cái giai đoạn phẫu thuật, và khi phẫu thuật thì nó giảm xuống ở cái mức gần với bình thường, và sau đấy thì quá trình hồi phục trở nên nhanh hơn. Thì cái rehabilitation này sẽ quan trọng. Tuy nhiên cái rehabilitation này là giai đoạn sau phẫu thuật thì cũng có vai trò nhất định. Chúng ta cần lập một cái kế hoạch phục hồi luyện tập trước khi phẫu thuật để có thể giảm thời gian nằm viện và cái biến chứng hô hấp sau phẫu thuật cho người bệnh thông qua cái việc làm đó. Hiện nay thì chưa có khuyến cáo về cái mô hình để luyện tập, phân bố hoặc tần suất luyện tập một cách cụ thể. Tuy nhiên là một số trung tâm cũng đã đưa ra những cái protocol đối với một số các loại phẫu thuật. Cái việc khuyến cáo và tăng cường hô hấp trước phẫu thuật ở những bệnh nhân có chức năng hô hấp, bệnh nhân có chức năng hô hấp hoặc khả năng gắng sức giới hạn cũng là rất quan trọng. Ở đây là chúng tôi có một cái bài báo đang trên cái tạp chí phẫu thuật của các nhà phẫu thuật, thì nói về cái việc chuẩn bị trước mổ cho cái tăng cường hồi phục sau phẫu thuật, thì người ta nhấn mạnh cái vai trò của cái việc rehabilitation, tức là lý liệu pháp trước khi phẫu thuật. Ở đây thì có một cái protocol đấy, của cái một nhóm tác giả này đưa ra, tức là người ta luyện tập ba vấn đề, một là luyện tập aerobic, luyện tập sức mạnh và luyện tập cái sự dẻo dai. Thì tùy theo cái hạng mục này mà cái thứ nhất là tần suất tập, frequency hoặc intensive, và mức độ tập, thời gian tập và cái loại hình tập. Đấy, thì với cái FIS này, cái mô hình này thì đã được áp dụng cho một số các loại phẫu thuật khác nhau. Đấy, ví dụ như người ta tập sức mạnh của các cái cơ trong 2 đến 3 ngày một tuần, rồi tập 2 3 đợt trong 8 đến 12 lần, nhắc lại trong vòng 30 phút một lần. Thế thì cái luyện tập này nó có lợi gì? Thì cái nghiên cứu nó đã chứng minh rằng là với cái nhóm bệnh nhân mà được lý liệu pháp luyện tập trước khi phẫu thuật ấy, thì cái khả năng đi lại 6 mét đến trong 6 mét, đây là 6 MWD đấy, thì nó đã thay đổi rất nhiều, nó tăng lên so với cái giới hạn cơ bản. Đấy, ngày trước phẫu thuật và sau phẫu thuật 4 tuần, 6 tuần thì cái bệnh nhân mà được luyện tập thì cái phục hồi nó tốt hơn. Đây là cái bằng chứng mà rất là rõ ràng liên quan đến cái hiệu quả của phục hồi sau phẫu thuật, mà nếu được lý liệu pháp tốt và người ta kết luận rằng thì cái việc mà luyện tập lý liệu pháp
trước mổ thì sẽ làm tăng cái khả năng hoạt động chức năng của người bệnh trước khi phẫu thuật, và điều này rất có lợi ở giai đoạn sau mổ hồi phục. Đây là một nghiên cứu tổng kết khá lớn, một cái systematic review và rất nhiều các cái nghiên cứu ở các cái nhóm phẫu thuật bụng lớn và phẫu thuật lồng ngực. Thì người ta đã thấy rằng cái việc luyện tập phục hồi tăng cường cái chức năng cái cơ trước mổ và cái chức năng trước mổ của người bệnh thì có khả năng cải thiện được cái outcome của cái kết cục của phẫu thuật ở những cái bệnh nhân dưới những cái phẫu thuật lớn và phẫu thuật ngực. Thế tuy nhiên cái bằng chứng hiện nay từ các cái nghiên cứu ngẫu nhiên vẫn còn ở mức yếu, chưa rõ ràng. Thì thực ra như tôi nói ở trên, các cái chiến lược liên quan đến luyện tập, thời điểm tần suất, loại hình luyện tập thì nó cũng chưa được thống nhất giữa các nghiên cứu. Cái này là cái điểm mà trong tương lai chắc sẽ với từng loại phẫu thuật, với từng nhóm bệnh nhân người ta cần phải chuẩn hóa. Tôi xin đề cập đến một cái vai trò khác, một cái tăng can thiệp khác là dinh dưỡng trước mổ tăng cường để giúp cho tăng cường hồi phục sau phẫu thuật. Thì ở đây chúng ta có thể thấy rằng đây là một cái nghiên cứu hai cái nhóm bệnh nhân, một cái nhóm có 229 bệnh nhân dưới một cái theo một cái protocol tăng cường dinh dưỡng trước mổ, và 233 bệnh nhân là dưới cái theo một cái nuôi dưỡng dinh dưỡng trước mổ chuẩn, hay không phải là IRAS. Thì cái gì đem lại là cái kết quả như thế nào? Ở đây thì có mấy can thiệp. Thứ nhất là bệnh nhân uống một cái dung dịch nuôi dưỡng có cái tác dụng tăng cường miễn dịch hay trong vòng 5 ngày trước mổ. Bệnh nhân uống carbohydrates vào đêm trước phẫu thuật và sau phẫu thuật người ta dùng suốt cái giai đoạn chu phẫu, người ta dùng cái probiotic để tăng cường cái chức năng tiêu hóa đấy, 10 đến 15 triệu hàng ngày. Thế thì đây là áp dụng cho tất cả các bệnh nhân trong nghiên cứu đều là cắt u phổi. Thì kết quả cho thấy việc cái áp dụng cái chiến lược dinh dưỡng này, tất nhiên có nhiều yếu tố nhiễu khác nhưng người ta đã cố để đồng nhất hóa giữa hai nhóm. Thì cái nhóm dinh dưỡng theo chiến lược IRAS đã giảm được biến chứng 49%, giảm thời gian nằm viện 14%, giá thành nằm viện để tính toán trực tiếp là 16% giảm xuống, thời gian bệnh nhân trở lại chức năng ruột là cải thiện giảm được 15%. Thế thì nhịn ăn uống, một điểm mà chúng ta cũng quan tâm, một cái thực hành thông thường của chúng ta về vấn đề nhịn ăn uống và sử dụng carbohydrate trước phẫu thuật cũng là một cái được nhiều đồng nghiệp quan tâm. Chúng tôi trích dẫn từ cuốn sách này một số cái điểm. Thứ nhất là bệnh nhân được phép ăn uống cái dịch trong đến 2 giờ trước khi khởi mê, nhịn ăn những cái thực phẩm có cái phân tử cứng đấy trong vòng 6 giờ trước khởi mê, để uống carbohydrate là giảm được hiện tượng kháng insulin liên quan đến phẫu thuật, cải thiện được sự thoải mái trước phẫu thuật và có thể giảm được cái tình trạng nôn buồn nôn sau phẫu thuật. Thì cái thực hành này đã được chứng minh qua nhiều nghiên cứu và nhiều nhóm bệnh nhân khác nhau là không làm tăng thể tích dạ dày ở thời điểm khởi mê, không làm giảm pH dịch dạ dày hoặc là tăng các biến chứng như ít sặc dịch dạ dày và phổi. Tuy nhiên có một điểm lưu ý khi sử dụng carbohydrate là không phải tất cả các loại carbohydrate đều có ảnh hưởng giống nhau lên quá trình làm rỗng dạ dày hoặc là cái hoạt động của insulin. Cái điều này rất quan trọng bởi vì cái áp lực thẩm thấu của cái dung dịch mà chúng ta uống này, nếu mà cao thì có khi nó lại tăng cái rất nhanh chuyển và hút nước các thứ và giữ lại dạ dày nhiều hơn. Nếu thấp quá thì lại gây cái tình trạng là giảm lực thẩm thấu. Thế thì cái này cũng là một cái mà khi mà cái chế phẩm này nó chưa có trên thị trường Việt Nam thì một số cơ sở đã pha chế, tự pha chế, nhưng cách pha chế và cái nồng độ rồi các cái gia giảm trong đó cũng là một cái điểm mà chúng ta cũng quan tâm vì có rất nhiều loại carbohydrate khác nhau. Chúng tôi xin nói qua về vai trò của cái gây tê vùng trong IRAS. Đây là cũng là một cái phần mà các nhà gây mê chúng tôi cũng khá quan tâm. Thế thì gây tê vùng có vai trò như thế nào? Gây tê vùng trước hết là cải thiện kiểm soát đau sau phẫu thuật nói chung, để thông qua là và có một số cái tác dụng giảm thiểu cái đáp ứng stress phẫu thuật, đặc biệt là với giảm đau ngoài màng cứng và các cái gây tê vùng mà có diện chi phối rộng. Cải thiện trải nghiệm giảm đau của người bệnh thì đương nhiên rồi, giảm thời gian đến khi đạt được các mốc hồi phục, ví dụ giảm thời gian cho đến khi có thể đi lại, có thể ăn uống, có thể là tự vận động
các thứ, thì đấy những cái mốc thời gian như thế là đều được rút ngắn khi làm VT vùng. Các trung tâm phẫu thuật ở nước ngoài, nhiều nước tiên tiến ấy, thì bệnh nhân có thể về nhà của mình với cái gây tê vùng kèm theo mang về. Một điểm nữa là giảm thiểu việc dùng opioid thông qua các cái kỹ thuật gây tê. Điều này đồng thời cũng giảm các tác dụng không mong muốn của cái nhóm thuốc này. Thứ hai là để đạt được cái hiệu quả giảm đau tốt, đóng góp của gây tê vùng Joylast, thì cái chiến lược giảm đau có tính chất chặn trước và dự phòng hay là preemptive analgesia, thì là đấy là một cái chiến lược mà cần phải thiết lập cái giảm đau gây tê vùng trước khi phẫu thuật, sau đấy sử dụng trong quá trình phẫu thuật để giảm cái tiêu thụ opioid đồng thời và duy trì cái giảm đau này ở giai đoạn sau phẫu thuật. Thì quý vị các anh chị đồng nghiệp thì đã biết, với opioid thì có rất nhiều các cái tác dụng không mong muốn mà có lẽ đều làm cản trở cái quá trình hồi phục của người bệnh. Ở đây chúng ta có thể kể ra ví dụ nôn và buồn nôn sau phẫu thuật, đặc biệt là sau những cái phẫu thuật tiêu hóa lớn, phẫu thuật lồng ngực, thì cái nôn nó làm cho người bệnh rất khó chịu, rất tăng cái mức độ đau lên, thậm chí nôn gây rối loạn nước điện giải, nôn gây bục các cái vết mổ vết khâu. Và opioid còn có cái tác dụng nữa là gây táo bón, và nếu dùng nhiều ở ngay giai đoạn sau phẫu thuật có thể gây liệt ruột, chậm phục hồi cái chức năng ruột, rồi là ức chế hô hấp và ức chế ho. Đây là cái tác dụng mà rất nguy hiểm ở giai đoạn sau phẫu thuật khi mà rất nhiều yếu tố bất lợi cùng tác động đến chức năng hô hấp. Opioid cũng gây ra những cái rối loạn ví dụ như lẫn lộn, rồi là bị ảo giác, cái bí đái, một cảm giác rất khó chịu mà đôi khi chúng ta không phát hiện ra cái bí đái do opioid thì rất nguy hiểm. Rồi rung nạp cấp và hiện tượng tăng đau cũng là một số những cái tác dụng không mong muốn của opioid. Cụ thể thì đây là một cái phân tích trên gần sáu hơn 6.000 bệnh nhân. Kết quả cho thấy là nhóm ERAS thì giảm các biến chứng sau phẫu thuật, giảm thời gian nằm viện sau phẫu thuật. Đấy. Và kết quả cũng cho thấy giảm ý nghĩa các biến chứng ví dụ như hô hấp, tim mạch, tiết niệu và biến chứng ngoại khoa như đã trình bày ở cái sơ đồ trên. Đây là một cái nghiên cứu cho thấy liên quan giữa số can thiệp ERAS và hiệu quả outcome phẫu thuật đấy. Thì chúng ta có thể thấy cái cột trục tung này là phần trăm cái biến biến cố biến chứng. Đấy, và cái chụp hoành này là cái mức độ tuân thủ, cái can thiệp mà được tuân thủ là từ 9 đến 14. Thì khi mà cái can thiệp ERAS càng nhiều, đấy, 14 chẳng hạn, thì cái biến chứng nó sẽ thấp hơn. Đấy, chúng ta có thể thấy biến chứng khoảng 20% nếu như can thiệp được là 14 can thiệp. Còn nếu mà chúng ta chỉ có 10 can thiệp thôi, thì cái biến chứng nó có thể lên tới gần 60%. Đấy. Hoặc là tương tự là cái chậm ra viện, phần trăm tỷ lệ bệnh nhân chậm ra viện và cái số can thiệp thì người ta cũng thấy phát hiện tương tự. Nếu mà mình can thiệp được tốt nhiều, cái càng nhiều các cái biến cái can thiệp ERAS thì chúng ta sẽ có cái thời gian ra viện sớm hơn. Một điểm mà đa số các cái nghiên cứu ở nước ngoài người ta đều có cái yếu tố này, đó là ERAS và cái giá thành tiết kiệm được ở chỗ nào, tại sao phải làm ERAS. Thì ở đây ngoài cái việc phục hồi, tất nhiên là rất nhiều tác giả thì nhấn mạnh đến cái tăng cường hồi phục hơn là cái giá thành hay thời gian nằm viện. Tuy nhiên với cái một hệ thống y tế của nhiều nước tiên tiến thì cái thời gian nằm viện là đáng kể, nếu chúng ta rút ngắn được vài ngày nằm viện thì rất là có ý nghĩa về mặt tài chính. Ở đây thì một số nghiên cứu về ERAS đã cho thấy giảm biến chứng và thời gian nằm viện đã tiết kiệm được từ trung bình khoảng 655 đến 16.000 đô la trên một bệnh nhân nếu thực hiện chiến lược ERAS. Đấy, và một cái tổng kết ở Canada thì họ có một cái hệ thống theo dõi sức khỏe và nghiên cứu về cái kinh tế y tế rất là tốt, thì họ thấy là cái tỷ lệ đầu tư, nếu như là mình đầu tư mỗi một đô la vào cái chương trình ERAS thì mình có thể tiết kiệm trở lại được 7,3 đô la. Đây là một cái tổng kết của Canada, tôi cho là cũng khá thú vị. Nếu như thực tế như thế này thì mình cũng không ngần ngại gì trong cái việc mà triển khai ERAS tại các cơ sở y tế của chúng ta. Đây là một cái tổng kết về cái tăng cường hồi phục sau phẫu thuật đại trực tràng, nhưng ở cái góc độ là ảnh hưởng kinh tế. Thì cái tổng kết này họ cho thấy này, một cái phân tích gồm nhiều cái nghiên cứu ngẫu nhiên, có cái đối chứng,
thì đã kết luận là Iraq làm giảm được cái giá thành chung và cho cái thời gian nằm viện của tất cả các bệnh nhân trong nghiên cứu trung bình là giảm được 639 đô la. Riêng ở cái nhóm đại trực tràng thì phẫu thuật đại trực tràng thì giảm được khoảng 1.000 đô la. Thế thì tại sao lại giảm được cái này? Thì có mấy cái điểm, hai cái điểm chính, một là giảm cái thời gian nằm viện và hai là giảm được cái tỷ lệ các cái biến chứng sau mổ. Thì có lẽ đối với điều kiện y tế của chúng ta, cái hoàn cảnh đặc thù y tế của chúng ta thì cái giảm thời gian nằm viện một vài ngày chưa chắc nó đã ý nghĩa nhiều với một số cơ sở y tế. Tuy nhiên khi cái áp lực, cái số lượng bệnh nhân nhiều lên thì cái việc giảm cái số lượng, cái giờ, cái thời gian nằm viện rất quan trọng. Và chúng tôi cho là một khía cạnh quan trọng hơn, đó là giảm được cái tỷ lệ các biến chứng. Thì chúng ta sẽ thấy là rất thú vị nếu như Iraq nó mang lại điều đó. Tuy nhiên có một số cái, có một số yếu tố nó làm cho cái việc thực hiện Iraq nó khó khăn. Thì trong các cái textbook hoặc các bài báo người ta cũng đã đưa ra yếu tố liên quan đến bệnh nhân, ví dụ cái mong đợi của bệnh nhân nó không thực tế. Cái điều này tư vấn và giải thích người bệnh là hết sức quan trọng. Hai là cái trong cái tài liệu y văn của, về vấn đề sức khỏe các thứ nó không được nhiều, không được cập nhật, rồi sự tham gia của người bệnh không tốt, rồi những bệnh lý kèm theo của người bệnh nếu không được tối ưu hóa, không được điều trị quan tâm đúng mức thì cái việc áp dụng chiến lược này cũng có thể thất bại. Một điểm rất quan trọng đấy là những cái yếu tố liên quan đến nhân viên y tế. Ở đây thì có cái sự hiểu biết tham gia ủng hộ của nhân viên y tế và bác sĩ. Một cái khía cạnh nữa là thiếu các kiến thức hiểu biết về vấn đề này, cũng như là các giao tiếp giữa các chuyên khoa, giữa các cái đồng nghiệp trong cùng một khoa nó cũng chưa tốt. Ví dụ như chỉ một vài ông bác sĩ biết là Iraq là gì, trong khi điều dưỡng hoặc là trong một bệnh viện bác sĩ gây mê phẫu thuật biết, nhưng mà nhiều bác sĩ khác ở chuyên ngành khác không tham gia vào thì đấy cũng là cái thất bại. Chính vì thế mà cái một yếu tố nữa liên quan đến cái điều hành có tính chất hệ thống là thiếu cái sự lãnh đạo, thiếu ủng hộ về tài chính cũng như là thiếu thuốc men dụng cụ đấy, hoặc là sự ủng hộ của công nghệ thông tin. Tại sao công nghệ thông tin lại quan trọng thế? Thì là chúng tôi cũng nhấn mạnh lại là Iras liên tục cần phải được thực hiện và tổng kết đánh giá ở khía cạnh tài chính, ở khía cạnh biến cố, rồi tất cả những cái đấy cần được tổng kết ở từng giai đoạn và vai trò của IT trong này rất quan trọng. Iras thì đây là một cái sơ đồ mà một cái tác giả ở trường đại học Penn đã đưa ra khi mà ông tổng kết cái chiến lược Iraq tại cái các bệnh hệ thống bệnh viện của cái trường đại học này. Thì người ta thấy là luôn liên tục phải là một cái quá trình chuẩn hóa các cái can thiệp, sau đấy đẩy nó lên, phát triển lên, đi vào hoạt động và sau đấy lại tiếp tục chuẩn hóa và đưa thêm nhiều cái can thiệp khác. Thì đây là một cái quá trình tiếp cận mà theo thời gian. Đây nó cũng là minh chứng cho tại sao chúng ta cũng không nên đòi hỏi quá nhiều ở cái giai đoạn đầu là chúng ta phải làm được tất cả hoặc là chúng ta phải làm được nhiều, mà chúng ta hãy nghĩ đến cái có kiến thức về chiến lược này và nghĩ đến là từ những cái nhỏ nhất chúng ta phải làm đó. Ví dụ như bệnh nhân truyền dịch thế nào cho đủ, nhịn ăn uống thế nào, kháng sinh dự phòng thế nào, những chuẩn bị về yếu tố tâm lý cho người bệnh như nào, thì tất cả những cái đó là chúng ta có thể làm được, thậm chí là ngay tức thì, ngay ngày mai. Thì cái quá trình thực hiện IRAS nó cần phải bắt đầu từ nhận thức, từ hiểu biết và sau đấy là đưa vào thực hành từng bước dần dần để có tổng hợp tổng kết. Đây là cái protocol IRAS trong phẫu thuật thần kinh ở Đại học Penn. Chúng ta có thể thấy người ta cũng phân làm các hạng mục khác nhau ở giai đoạn trước mổ, trong mổ và sau mổ. Thế tuy nhiên ở đây thì người ta cụ thể vào từng cái hạng mục này và khi ta ấn vào đây thì nó sẽ ra những cái hạng mục chúng ta cần làm. Ở đấy ví dụ như là về giáo dục đào tạo về liên quan đến vị trí vết mổ này, rồi tối ưu hóa dinh dưỡng như thế nào thì mình bấm vào đây thì nó sẽ ra ngay. Đấy, rồi là ngừng hút thuốc như thế nào. Thì đây là cái website của cái trường đại học đó. Tuy nhiên là người ta rất cụ thể và chuẩn hóa protocol, tất cả có bằng chứng. Đấy, cụ thể ví dụ như là đây là cái phác đồ mà họ giảm đau cho cái bệnh nhân sau phẫu thuật thần kinh. Ví dụ chúng ta cũng ít quan tâm đến giảm đau sau phẫu thuật thần kinh, thì ở đây người ta có ví dụ như là giai đoạn giảm đau ở trước mổ này thì người ta do uống gabapentin, thì trong mổ thì có thể dùng Orbiwit và các NSAID, paracetamol, thậm chí là gây tê vùng, vai trò của dexamethasone. Đấy thì tất cả những cái đó là những thứ mà người ta thành protocol hóa và sau đấy sẽ đưa vào phổ cập cho toàn bộ các nhân viên trong khoa để tiến hành. Đây là một cái bài báo nói lên những cái rào cản, những cái yếu tố rào cản và thuận lợi khi mà thực hiện cái
chiến lược hồi phục sau phẫu thuật, tăng cường hồi phục sau phẫu thuật. Cái tổng kết một cái rất nhiều các cái nghiên cứu, cái bài báo thì người ta thấy là IRAS có những cái yếu tố thuận lợi như là có thể điều chỉnh chương trình cho phù hợp với hoàn cảnh tại chỗ. Như tôi vừa nói đấy, mình có thể rất có một cái chương trình IRAS, một cái protocol nó rất mở, nó theo cái điều kiện hoàn cảnh cụ thể. Thứ hai là thường IRAS sẽ mang lại kết quả tích cực ở giai đoạn đầu. Cái này thì đa số các nơi sẽ thấy ngay, vì đâu đó thì thực tế chúng ta đã đang làm các hạng mục IRAS rồi, tuy nhiên chúng ta đang làm một cách chưa có hệ thống, vẫn đơn lẻ hoặc là chưa có đúng cái thời điểm chẳng hạn. Thì khi chúng ta đưa vào chương trình IRAS thì chúng ta sẽ thấy ngay cái sự gắn kết đấy sẽ mang lại những cái kết quả tích cực ở cái giai đoạn đầu. Đấy, thứ hai là thường là giành được sự ủng hộ của các bác sĩ và các nhà lãnh đạo bệnh viện, và có cái nhóm IRAS mạnh thì họ sẽ gặp gỡ, họ sẽ trao đổi thường xuyên hơn, thì đấy là một cái điểm thuận lợi. Hoặc tận dụng được những người hỗ trợ và nhân viên IRAS chuyên trách, thì một số nơi ấy, người ta có những cái nhân viên chuyên trách luôn, người ta có hẳn một cái nhân viên chuyên phụ trách về IRAS, họ từ tổng kết đôn đốc rồi kiểm tra giám sát. Thì nếu mà làm được như thế thì cái chuyện áp dụng IRAS nó sẽ tốt hơn. Về các cái yếu tố cản trở khó khăn đấy thì có thể thấy là cái sự phản ứng trước những cái thay đổi từ bác sĩ hoặc điều dưỡng lâm sàng, thì họ đôi khi những cái thói quen truyền thống của chúng ta làm thì rất khó thay đổi. Tôi có thể nói là ngay cả những cái vấn đề mà liên quan đến pháp lý chẳng hạn, bây giờ chúng ta nói là uống carbohydrates là cho đến 2 giờ trước phẫu thuật, nhưng thực ra nếu mà trong cái quy định thì có khi lại dài hơn chẳng hạn, thì cái đó cũng phải thay đổi từ chiến lược của bệnh viện, hoặc là thậm chí là một số điểm là chiến lược của ngành chẳng hạn, giúp một cái dẫn lưu sớm như thế nào so với cái quy định trước đây có thay đổi gì không, thì cũng là một vấn đề mà phải quan tâm. Một điểm nữa là không đủ nguồn lực để thực hiện. Thực ra khi mà đã làm một cái gì đó thì chúng ta đều phải có cái vấn đề nguồn lực hỗ trợ, tiền nong hỗ trợ. Rồi thứ hai là cái như tôi nói lúc nãy là công nghệ thông tin. Cho nên cái IRAD nó sẽ có những yếu tố phức tạp hơn, đặc biệt là với những cái bệnh viện tuyến dưới, những cái bệnh viện ở cái vùng sâu vùng xa thì sẽ khó hơn. Thực ra thì trong phạm vi khuôn khổ thời gian cũng không nhiều. Tôi cũng chỉ có mong muốn đưa ra một vài cái khái niệm. Trước hết là về khái niệm, và thứ hai là nhấn mạnh đến một số cái can thiệp, một số cái hướng dẫn lâm sàng, cũng như là một số cái can thiệp mà chúng ta có thể làm được trong điều kiện Việt Nam. Và để thay cho lời kết luận thì tôi xin có một vài cái nhấn mạnh như thế này. Thứ nhất là IRAD là bao gồm các cái can thiệp tác động ở nhiều thời điểm liên quan đến nhiều chuyên khoa nhằm cải thiện cái chất lượng hồi phục sau phẫu thuật. Và chính vì thế mà lại có một số cái thay đổi cái thực hành truyền thống như tôi vừa nói, và chúng ta cần có một quá trình để thích nghi với cái điều đó. Thứ hai là áp dụng IRAS đã cho thấy thông qua các nghiên cứu tổng hợp thì làm giảm được cái thời gian và chi phí nằm viện, giảm được các một số cái biến chứng đối với một số loại phẫu thuật. Và IRAS được bắt đầu từ khi những lần thăm khám bệnh nhân trước khi phẫu thuật đến khi bệnh nhân trải qua giai đoạn khám trước mổ, sau mổ, rồi diễn biến sau mổ, với sự tham gia của một nhóm. Cho nên là cái việc làm việc teamwork rất quan trọng đối với IRAS, bao gồm phẫu thuật viên, gây mê hồi sức, các nhà dinh dưỡng, phục hồi chức năng, và đặc biệt quan trọng là các bạn điều dưỡng, anh chị điều dưỡng. Và một điểm nữa là để triển khai IRAS đưa ra protocol thì có lẽ là cũng là một vấn đề mà nếu chúng ta quyết tâm sẽ làm được. Tuy nhiên, đa số các chuyên gia, các tác giả đều đồng thuận ở chỗ là duy trì hiệu quả IRAS thì thường là rất khó khăn. Và điều này cần sự tham gia đồng thuận từ bệnh nhân, nhân viên y tế, cả hệ thống y tế nữa, lãnh đạo bệnh viện, khoa phòng, và trong các cái hoạt động như là tư vấn giáo dục, đào tạo, xây dựng phác đồ IRAS, phân công nhiệm vụ, cũng như theo dõi, giám sát, đánh giá tổng kết. Thì đấy là một vài cái nét khái quát chúng tôi muốn trình bày hôm nay. Thì cũng với các thầy và các bạn, quý vị đồng nghiệp, thì đây là một vài cái hình ảnh mà chúng tôi đã có cái thời gian tổ chức một cái hội thảo ngay đầu năm nay với các cái chuyên gia Nhật Bản ở bệnh viện NCGN về vấn đề tăng cường hồi phục sau phẫu thuật online thôi, vì điều kiện COVID. Tuy nhiên đã nhận được sự tham gia, thu hút sự tham gia của khá đông đảo các cái anh chị em ở các chuyên khoa khác nhau, trong đó có cả gây mê hồi sức và phẫu thuật. Thì đấy là cái bức ảnh chụp toàn bộ các bác sĩ điều dưỡng
ở các cái khoa gây mê hồi sức, phẫu thuật lồng ngực, các bạn ở khoa phẫu thuật thần kinh. Tôi đã có một cái hội thảo rất thú vị và ấn tượng với các chuyên gia Nhật Bản, và khi mà chia sẻ với chúng tôi thì các chuyên gia Nhật Bản cũng đều có một cái đồng thuận là cái việc áp dụng IRAS nó phải bắt đầu ngay khi mình có ý tưởng và muốn triển khai, chứ chúng ta không chờ đến khi chúng ta có đầy đủ các cái điều kiện hạng mục thì chúng ta mới làm, thì có lẽ là chúng ta sẽ chờ mãi và không bao giờ làm được. Đây là cái những cái buổi làm việc của chúng tôi với tại khoa phẫu thuật lồng ngực đấy, bác sĩ gây mê, anh trưởng khoa ngoại, các bác sĩ và điều dưỡng khoa ngoại lồng ngực, và chúng tôi đã xây dựng một cái đề xuất triển khai quy trình mà bệnh viện đã thông qua để áp dụng cái chiến lược IRAD với sự tham gia của trước mắt là bốn cái khoa, đó là phẫu thuật lồng ngực, gây mê hồi sức, trung tâm dược là trung tâm dinh dưỡng và khoa dược. Thì chúng tôi hy vọng rằng với những cái sự chuẩn bị, những cái sự quyết tâm cao này thì ở tại bệnh viện Mai chúng tôi sẽ sớm được triển khai được cái IRAD theo đúng nghĩa của nó. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các thầy cô và quý vị đồng nghiệp, và rất mong được các thầy cô chủ tịch đoàn cũng như quý vị đồng nghiệp có những cái đóng góp và chia sẻ liên quan đến vấn đề áp dụng IRAD trong cái thực hành của mình. Tôi xin hết ạ.